ty Uber Việt Nam đang bị cơ quan chức năng tại Việt Nam xem xét xử phạt, nhưng không phải vì hành vi trốn thuế hay là hoạt động trái phép, mà là vì sai phạm trong quảng cáo. Theo Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch, trong thời gian gần đây, trên trang mạng xã hội của công ty Uber Việt Nam liên tục đăng tải nội dung quảng cáo, trong đó có cụm từ Sài Gòn thất thủ nhưng Uber không thất thủ. Cũng theo Cục Văn hóa Cơ sở, cụm từ Sài Gòn thất thủ là cách gọi của báo chí phương Tây gắn với sự kiện lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, sự sụp đổ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Tại thời điểm hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đang là trung tâm kinh tế của Việt Nam, phát triển vững mạnh. Do vậy, việc sử dụng cụm từ Sài Gòn thất thủ trong nội dung quảng cáo dịch vụ của Uber đã làm người tiếp nhận liên tưởng đến chiến tranh gắn với sự suy thoái sụp đổ của chính quyền trước đây là không phù hợp. Do vậy, nội dung quảng cáo có dấu hiệu vi phạm luật quảng cáo về quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.